Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn trở lại trên. Hôm nay mình sẽ đánh về cái con rất rẻ tiền, nó là con Scaredy-shroom này. Hôm nay chỉ có 2 năm mặt trời thôi các bạn nhé. Ok. Đây mình sẽ đánh chủ yếu là các con ban đêm rồi. Ok. Đây mình sẽ giới thiệu cho bạn bắn cái đạn siêu đẹp, siêu hay luôn. Bạn có thể thể đạn siêu đẹp luôn. Ok, bây giờ mình bắt đầu mình cho các zombie dắt vô được rồi đấy. Cho ra đụng đụng. Siêu đạn thật. Cho mình cái chút tạo khí hơn tí nữa. Scaredy-shroom nhé. Còn list à, mình có một cái thơ thì hơi yếu. Chẳng là một nào cũng yếu như tem này. Thế này mình có khả năng sinh giáp cao. Leader được lên được không? Khó nhỉ. Vừa ra chưa được một nhạc là chết rồi. Đấy. Con chậm này. Cái loại quạt đặt nút này mày ra. Chết.
tiếp tục đánh con này thôi. Xong là bây giờ mình sẽ thêm một cái nữa là mình sẽ làm sẽ cho cái đi robot ra nhận bạn nhé. Sẽ có tên dùng bot này chỉ được mấy hit các bạn. Hit đã gần chết rồi này. Cơ các bạn làm sự trí là một cái cơ đi chết.
Giờ phải đợi cô. Đấy, giờ thì mình chết.